Đây là món dừa tiết lợn. Máu. Máu luôn không? Cái này chứ không cái nhân nó là cái đồ xanh này, cái gì nữa? Phổi ấy. Phổi. Là xương sông, phổi. Chưa xào đâu, nhè cái này, nhè. Xào rồi. Xào chứ? Xào đi. Xào chín lên đây thôi. Cái nhân của tiết canh này là có lá rau răm này, lá sâu sâu này, lá xương sông, lá xương sông á, lá xương sông, cần cúc cần, rau răm, phổi với cuống phổi, cuống tim xào lên trộn với hành nữa, củ hành nữa, lấy một ít hành khô, xong rồi đồ xanh vào. Đây là tiết lợn lòng rửa sạch, thiết kế là nhồi vào đi thôi. Chung nếu luộc món này là không được đậy vung luôn nhé. Luộc món rồi là không được đậy vung luôn. Nhiều quá ngọt. cái lòng nó to nên được thoải mái. Lúc đặt món đâu biết lúc lên đưa lá cho ai cần đâu nước lọc chứ nước lọc à lọc cho nó nước lọc thì là được rồi đâu cứ làm cho lóc em nước lọc không nước lọc còn tối nữa còn tối hơn được chưa được bốc rồi còn chưa nên làm thế không đủ luôn không lấy con mà lòng con mà buộc một đầu vào nhá lấy xuống lên đôi này thôi là ở luôn này được nồi tối xuống đồ xịn nè cái này khác gì làm cái tiết canh luôn nhỉ. Nếu mà nhân chín rau sống chín hẳn nhỉ. Chào ăn luôn. Chín hết rồi. Chỉ có đồ xanh là chưa chín này, đồ xanh. Được luôn là luôn. Lá xương sông là chưa chín này. Mưa rồi con rồi. Được mà nước nữa là được. Như vậy là xong hơn mét lòng rồi. Giờ lấy đi vào nồi thôi, luộc thôi. Còn nữa? Lợi à? Nhà này có phết đấy. Tiếp tục. Siêu đầu bếp. Quay này nổ bóng tay mà rồi. Giá tài đây.
kiên, việc Việt Nam phải được kiên. Cái mẹ nó ở bên ngập, cho vậy để chung chung không bỏ mẹ lên đường à, để ăn phải đâu, mẹ chung, tôi có xe nhờ. Máy tịt mà cái này máy tịt à? Hả? Máy tịt à, đưa đây à? Lô đâu, đưa tải đây. Đưa tải đường đi, thay cái dây dầu đi, tải đường luôn. Dây dầu gì? Dây dần dầu xuống máy, nó bị thùng rồi, nó có e vào đi rồi. Thế à? Nhiều lúc cái kêu thưa này. Hả? Cao với thưa. Ừ, vì là bơ hồ rồi. Bơ hồ thưa rồi. Anh đi gặp bữa tiệc với ông Long Hà, tao không một cái gì, bà cô thằng bà cô mà lấy, bà cô thằng bà cô rong mà lấy, giang nấu, mưa rồi, giang nấu, bây giờ chưa được khi nào, bà cô rong được đấy, nhiều con này, cú nhiều, cú nhiều quá, đúng rồi, cú nhiều quá. Nước đun nước một tí nó nóng nóng rồi mình cho dồi xuống. Cho nó thành hình tròn nhiều. Có gần đầy anh? Không đầy đâu. Không đầy không? Nước đây. Luộc rồi là nước vừa vừa đấy à. Rồi tiết lợn không được nước để sôi, đun vừa vừa đấy. Chỉ ghi nước ấm ấm một chút là mình bỏ rồi tiết xuống và luộc như thế này là luộc rồi không được đậy vung nhé. Khi đun rửa tiết này không được đun lửa mạnh quá. Lửa liu riu, chọc cho nó hơi nó ra rồi. Bên trong nó có hơi à? Chọc được. Tâm yếu quá. Đây chọc hơi nó ra nó đỡ bục. Chúc nữa là nó đỡ bục. Nước bên trong rồi là nó đỡ bục. Phương là gì mà nhiều thứ quá là? Không thư đâu, đường đấy. Thôi. Không thư đâu mà. Đây. Chọc như này là để cái hơi trong cái rồi nó bay ra để nó khỏi bục. Rồi, được.
lúc đào nó nhé. Lửa đun thế rồi đúng không? Đấy, nó sôi lên là cái hơi cái nước nó bắn ra. Đây cái nước đặc thù này. Hơi nó phì ra, nước nó nóng nên trong nước nó chảy ra. Liu đẩy vung là vỡ đấy. Rút củi ra vâng. Như vậy là nên rồi nhé. Còn đây là tiết canh siêu đầu bếp anh Vương. Thơm nhỉ, nhân này. Cái mùi củ hành nhé, thơm nó. Đào rồi.
Đông rồi, bạn này là đông rồi này. Đây này đông rồi. Đông rồi. Đông hết rồi. Chờ món rồi tiết nữa đây. Một tiết, một nước, một nhân. Này. Một muôi nước, một muôi tiết, một muôi nhân. À, ngon đấy. Đông rồi, đông rồi. Tuyệt vời luôn. Này. Một tiết, một nước, một nhân, bây giờ chờ món rồi tiết thôi. Có đoàn ngắn như này. Rồi. Lịch kéo chưa? Nóng quá, cái đĩa. Dài quá chưa chú? Miếng à, dài quá chưa? Chó nó sắp cuốn này. Ông Thắng ơi, ông Thắng, mì số ông Nam mẹ, mì số ông Nam mẹ, mì số ông Nam. Chưa nên không? Hơi mềm. Xong, rồi tiết. Nhiều nước quá nhỉ, trong còn nhiều nước quá, mềm. Nhiều nước quá, trong còn mềm. Cái gì? Cả những chậu này. Thôi thôi. Hát. Thành quả là hơi mềm, không được ngon cho lắm. Không được đẹp đâu. Được rồi, được rồi, thấy đây. Nó mềm quá nhỉ, cứ thái đi. Ngắm.